Xin chào quý bạn cùng đến với xe 2 h giờ. Video này em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe, tổng hơn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Veloz bản top ạ, à, bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Veloz. Khi mà sang giữa tháng 3 này, chiếc xe Toyota Veloz nó đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu chậm nha. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe thì giờ cũng chuyên về giá xe à tổng món bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ừ? Ok đi vào chi tiết ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. À. Với giá miết của chiếc xe là 660 triệu ạ. À. Sang à, giữa tháng 3 này thì đại lịch chúng em đang bàn với giá đang là 637 triệu ạ. À. Tức là đang giảm giá cho anh em là 23 triệu tiền mặt ạ. À. Vậy thì chiếc xe Toyota Veloz bản top này nó đang là 739 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 706 triệu. Tỉnh A Tuyên Trăm thì đang là 719 triệu. Và ở Tiếng Minh thì đang là 726 triệu ạ. Còn anh em giáo tốt hơn, Thêm một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào, thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá. Còn đối trò góp thì anh em thổ ra với giá đang là 229 triệu thôi ạ tỉnh thì đang là 196 triệu tỉnh A Thuy Trâm thì đang là 210 triệu và ở Tây Minh thì đang là 216 triệu ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá anh em muốn gửi giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất như thế nào thì anh em điền tin như là tên địa chỉ số điện thoại loại xe quan tâm hình thức trả thẳng trả góp để có thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí trường bộ và bảo hiểm trách nhiệm sự ạ. Ok, vậy sau này mình giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng văn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Velos bản top rất là chi tiết có thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng dầu đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nha. Để sẽ cập nhật về giá xe, tổng dòng xe của TOTA cũng như các xe khác nhau Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Hay là rất nhiều xe anh trường Việt Nam Để cho anh Xuân được chọn tài chính của mình tốt nhất Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh cảm ạ